Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu này như sau. Bây giờ chúng ta muốn đi tìm cực trị thì chúng ta phải đạo hàm cái cục này. Thì chúng ta sẽ có y phẩy sẽ bằng đạo hàm của x mũ 4 là 4x mũ 3. Đạo hàm của x mũ 3 đó chính là 3x bình phương. Đạo hàm của x là số 1. Tiếp tục, đề nói có 3 điểm cực trị. Thì có nghĩa là phương trình y phẩy này nè, bắt buộc phải có 3 nghiệm. Khi y phẩy bằng 0. Như vậy, mình coi như cái cục y phẩy này là một cục fxt. Thì chúng ta sẽ quy đổi cái cách này sẽ dễ hình dung hơn. Bây giờ muốn cho y phẩy có 3 cực trị thì fx bắt buộc phải có 3 nghiệm. Có nghĩa là nó phải đi như thế này. Vì đây là phương trình bậc 3 thì nó sẽ đi như thế này. Như vậy có nghĩa là chúng ta sẽ xét cục fx này có 2 cực trị ở đây. Sao cho một cực trị phía trên lớn hơn 0 và một cực trị dưới này nhỏ hơn 0. Là chúng ta xong bài. Thì đây chính là cách hướng dẫn làm bài này. Bây giờ mình đạo hàm lần nữa. Thì chúng ta có 3 x 4 là 12. Đạo hàm x mũ 3 là 3x bình phương. Như vậy chúng ta sẽ có 36x bình phương. Tiếp tục, đạo hàm của x bình phương là 2x trừ 4, số 3 và số 2. Ở đây chúng ta sẽ có kết quả là trừ 24. X và chúng ta có 4 cộng m. Ở đây chúng ta sẽ có số 0 sau khi chúng ta đạo hàm đây là hằng số. Như vậy chúng ta có x và x chúng ta sẽ làm nhân tử chung. Như vậy chúng ta sẽ cho f(x) bằng 0. Như vậy chúng ta sẽ có x bằng 0. Và chúng ta thế x bằng 0 này nè. Vào đây thì chúng ta sẽ có 12 nhân 3 trừ m. Cục tiếp theo là cục này bằng 0. Như vậy để cục này sang bên phải, chia 2 với cho số 36. Chúng ta sẽ có 2 chia cho 3 nhân cho 4 cộng m. Từ đây chúng ta sẽ sử dụng máy tính Casio. Đây là máy tính Casio của chúng ta. Bây giờ chúng ta có hai phương trình y tại vị trí x bằng 0 và phương trình y2 tại vị trí x bằng 2 chia cho 3 nhân cho 4 cộng m. Thì cái cục này nè, mình sẽ thế vào đây. Như vậy, nó sẽ là như thế này. Mình sẽ lấy cái cục này nè, mình bỏ vào đây. Khi chúng ta nhấn vào máy tính Casio. Bây giờ chúng ta có máy tính Casio ở đây. Và bây giờ chúng ta nhấn vào cái cục này, nhấn số 7. Chúng ta có 3 nhân 4 là 12. Và chúng ta sẽ có 2 chia cho 3. Và chúng ta có 4 cộng với lại alpha x, tất cả mũ 3, trừ cho 4 nhân cho 3 là 12. Chúng ta có số 12 ở đây. Và chúng ta có 4 cộng cho alpha x. Sau đó chúng ta mở ngoặc ra. Chúng ta có 2 chia cho 3. Và chúng ta có 4 cộng cho alpha x. Tất cả bình phương. Sau đó chúng ta có cộng cho 12 nhân cho 3 trừ alpha x. Bấm vô bằng. Gx chúng ta có cục này. Vì đề nó là các số nguyên, cho nên trong trường hợp này chúng ta sẽ dùng cái bảng table là bảng giá trị. Bây giờ mình sẽ nhấn từ âm 5, kết thúc là số 5, mỗi bước là số 1. Thì bây giờ chúng ta dựa vào cái cục bảng giá trị này thì chúng ta có bảng giá trị sẽ như thế này mới đúng nha. Thì bây giờ mọi người để ý nè, một bên phải là dấu dương còn một bên phải là dấu âm. Thì chúng ta xem coi cái khu vực nào nó đổi dấu. Thì chúng ta thấy rõ tại vị trí 0 nè, tại vị trí x bằng 0 nè, chúng ta có dấu âm. Thì cái này là âm, bên kia là dương. Còn cái cục này bằng 0 á thì không thỏa mãn, tại vì nó chỉ giao cái cục như thế này thôi, chỉ có một định nghiệm thôi, cho nên chúng ta phải đi tìm vị trí đổi dấu của nó. Hai cái dấu đều âm thì không thỏa mãn, có nghĩa là nó nằm ở phía dưới hết rồi. Còn hai cái dấu mà nó nằm dương á, là phần trên này nè, đều dương thì chúng ta loại đi. Như vậy trong trường hợp này chúng ta chỉ có 0, 1, 2. 0, 1, 2 chính là kết quả của bài này. Và đây chính là đáp án câu B. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.